Xin chào các bạn đã đến với chuỗi video tiếp theo của Ngô Đình Khuôn. Ở video này thì Khuôn sẽ chia sẻ với các bạn một cái công trình nó ở là liên tổ 1220 đường Nguyễn Văn Cừ, khu vực Cần Thơ. Và nếu như các bạn mà ở miền Tây á có đang mong muốn tìm hiểu về cái giải pháp sàn dựng dịp này thì hôm nay Khuôn sẽ chia sẻ một số cái công năng cũng giống như là cái biện pháp thi công về cái giải pháp sàn dựng dịp này. Thì đối với cái công trình này á thì nó có quy mô là một trệt hai lầu. Mục đích là để kinh doanh cho nên là lầu 1 tầng trệt và lầu 1 là mục đích kinh doanh và ở là trên lầu 2. Thì đối với sàn dựng dịp này nó sẽ được cái là nó tối ưu được cái không gian, mình có thể thiết kế được linh hoạt và về cái chất lượng thì nó rất là bền vững theo những cái phong cách hiện đại. Giải pháp này thì nó toàn diện cho quý anh chị ở miền Tây và đặc biệt là cho những cái showroom, những cái nhà hàng và những cái ngôi nhà mà dịp trên 6m5, 7m, thậm chí là trên 8m. Thì các bạn cũng lưu ý là với cái kinh phí á, mà sàn dược nghiệp này so với sàn truyền thống mà trên 8 mét thì cái về cái kinh phí nó rất là hiệu quả, kinh tế cao. Và anh chị hãy theo chân Khuôn để xem những cái biện pháp và những cái không gian mình bố trí ở bên trong căn nhà nó như thế nào nhé. Thì đối với cái giải pháp sàn dược nhịp này á, thật ra là về cái bộ mặt kết cấu của nó đó là nó là hệ thống là sàn truyền tải lên trên cột luôn, không có cái hệ dầm như anh chị thấy đây nè. Thì đối với mà cái hệ mà dầm sàn truyền thống á, thì cái độ cao của cái dầm nó rất là cao và cái độ sâu của nó sẽ ảnh hưởng đến cái không gian bên dưới. Thì cái không gian bên dưới là mình đóng chặn và mình đi những cái đường ống đó thì sau này nó sẽ mất đi cái chiều cao của cái không gian bên trong của nhà mình. Cho nên là cái hệ sàn này nếu như mà từ 8 mét đổ lại thì cái độ dày sàn nó chỉ có khoảng chừng 260mm thôi. Độ dày nó rất là mỏng. Và tiếp theo đó chính là cái ống nước và tới cái đống khi mà mình đóng chằn thạch cao xong đó thì cái cao độ của nó còn đâu đó khoảng chừng 3m3 cho tới 3m5, là một cái chiều cao rất là lý tưởng cho những cái không gian để mình kinh doanh sinh hoạt, đặc biệt là ở khu vực miền Tây này. Đó thì anh chị thấy không gian từ ở bên mép bên cột bên kia qua tới mép bên cột bên đây nó là 7m, và mình ra thêm cái ban công ra thêm 1m4 nữa, 1m3 nữa, nó là 8m3, là cái diện tích nhà của mình là bề ngang 8m3 cho lầu và sâu vào là 22m. Thì anh chị cùng tiếp tục là đi vào để xem bên trong khi mà những cái giải pháp mà Khuôn từng chia sẻ với các bạn để mình coi được cái không gian bên trong nó rộng như thế nào nha. Thì ngay khu vực này là cái khu vực phòng khách anh em đã tô chát được rồi, nó còn lún một số cái để Khuôn có lưu ý. Rồi đối với Khuôn có nói với công ty ha, anh em kỹ thuật đó, là khi mà mình bố trí những cái cửa sổ này lắp đặt, mặc dù là cửa sắt hoặc là cửa sinh pha, thì mình đều sử dụng là cái lớp bề mặt này nè, để nó tiếp xúc sau này mình bắn những cái con ốc vít đó vào nó cứng cáp, thì mình nên sử dụng là gạch thẻ. Thì khi gạch thẻ này nó sẽ cứng cáp hơn, lúc mà mình khoan vít đó nó sẽ chắc chắn hơn là cái gạch ống. Thì anh em lưu ý cái chỗ này, sau này xây nhà cho mình thì nó đỡ có bị sau này nó găng nứt những cái mặt tiếp giáp giữa sắt và tường đó, anh chị lưu ý nha. Đó, các bạn lưu ý nha. Một số cái lưu ý nữa là cái vị trí này là cái tường, thì trong thiết kế là cái tường này phía trên là những cái vách kính. Khi mà mình xử lý những cái vách kính là nó cao từ cái cốt cao độ 1m này lên tới trên trần luôn, thì khi mà mình bắt những cái ở trên là nó sẽ có những cái hệ sắt để mình gia cố ở trên hoặc là bắn trực tiếp lên trên trần luôn. Thì ở bên dưới này nè thì mình sẽ đổ những cái dằn, cho anh em đổ những cái dằn vừa nó cứng cáp khi mà mình bắt vít và để nó kiên cố cho cái đế chân để nó chịu lại cái kiến á, thì nó sẽ cứng cáp hơn là gạch thẻ. Và ở dưới chân tường, tất cả những cái chân tường ở tầng trệt này là Khuôn đều xây ít nhất là 6 cái lớp gạch thẻ. Thì cái lớp gạch thẻ này nó có tác dụng gì? Nó ngăn để cho cái độ ẩm ở bên dưới lên á, nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng là nó truyền ẩm. Khi mà nó ẩm nó cao lên á thì nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng là những cái bột chét ở bên trong nhà của mình, nó là cái gốc là đá vôi. Thì khi mà đá vôi nó axit bây giờ nó cao á thì độ ẩm nó cao, nó gặp nước á, nó sẽ sinh ra những cái hiện tượng muối, muối chân tường, đặc biệt là miền Tây này. Thì
với cái vấn đề muối này thì Khuôn cũng đang phát triển một cái sản phẩm thì chuẩn bị sẽ ra mắt, là nó là 99% là gốc xi măng để mình chét tạo thành một cái bề mặt phẳng để mình sơn bê, nó sẽ ngăn được cái muối, nó không có cái hệ đá vôi để mà nó tạo ra muối nữa. Anh chị có thể là để lại comment về cái dòng sản phẩm này thì Khuôn sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh chị và các bạn nha. Thì đối với cái công trình này thì nó có một cái nữa, đó chính là cái cầu thang. Cầu thang này là thiết kế là cầu thang bay. Thì trước khi bay những cái bậc này thì chắc là các bạn cũng đã nhìn thấy rồi. Thì cái hệ này là cái hệ mà dầm ở trong kia chịu lực công son ra thôi. Nó có những cái bảng này thì nó cũng là thử thách anh em về cái giải pháp. Thì nhìn thấy nó giống như nó bay, nhưng mà nguyên cái bảng lớn này, cái tải trọng nó rất lớn. Bê tông của nó là dày một tấc và nó dài ra tới 2m2, nó giật cấp từ từ lên. Thì anh em mới Khuôn mới cho anh em là đổ những cái bậc ở dưới bằng bê tông luôn, sau đó là mình gác thép, mình đổ như một cái bản sàn và mình giật vô để mình nhìn thấy cái không gian kiến trúc 3D đó, thì nó giống như là nó giật cấp, nó bay, nó đang bay, nhưng thật ra là phía bên trong là nó có một cái hệ bê tông cốt thép để nó chịu những cái bản này lại. Thì như vậy thì nó mới giữ cho những cái bề mặt của những cái bản thang này nó chắc chắn. Và ở phía bên dưới thì là sẽ có những cái hệ thống móng, là ngay khu vực này nó cũng cực kỳ là chắc chắn, nó nhiều bố trí nhiều sắt, nhiều móng ở vị trí dưới này để nó chịu lực cho toàn bộ cái hệ thống của cầu thang này. Đấy là có cái lưu ý của công trình này đó. Thì nếu như anh chị có thích cái mẫu này thì cô cũng có thể là liên hệ với Khuôn để tư vấn. Thì đối với hiện tại bây giờ là những cái giải pháp mà kiến trúc hiện đại đó thì xài cầu thang này nó rất là nhiều. Mình tiếp tục hãy đi lên lầu để xem là có những cái lưu ý gì trong cái quá trình xây dựng và ở không gian của cái sàn dược nghiệp nó như thế nào nha. Hello anh Đen. Đây là một cái căn phòng làm việc của lầu 1. Thì đó, đối với cái không gian, cái giải pháp sàn dược nhịp này thì các bạn nhìn thấy nè, với cái không gian bề ngang mà 7m thì những cái dầm sàn truyền thống chiều cao nó không có được cao như thế này. Thì sàn này là theo cái quy định là được 3m6, và khi mà mình trừ theo 3 tấc cái sàn rồi thì mình còn lại 3m3. Sau khi mình đi những cái đường ống này xong và mình đóng chằng thì nó mất khoảng 2 tấc nữa, thì nó còn cũng 3m1. Nếu như mà dầm sàn truyền thống thì nó còn khoảng chừng 2m5 và 2m6 thôi. Cho nên là cái giải pháp sàn dược nhịp này nó luôn tối ưu được cái không gian về cái vấn đề cột và chiều cao là như thế. Thì một số cái lưu ý là anh em vừa triển khai những cái ống nước như thế này thôi. Đây là những cái ống nước chằng. Thì còn thiếu những cái công tác là cùm, mình sẽ cùm những cái ti mình bắt lên để mình giữ cho những cái ống này nè. Đấy, ở đây anh em cũng có chừa một số sắt, nhưng mà sắt thì nó chỉ là tác dụng một phần trong quá trình thi công thôi. Mình phải dùng cùm ti để mình bắt nó lên nó cứng, để sau này lâu ngày đó là khi mà nước nó chảy nó dập nhiều á thì nó sẽ không có bị di chuyển, làm cho mấy cái co, những cái co nút thắt này nè, những cái co, những cái tê này nó xúc ra thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là nó chảy nước. Nó chảy nước đó là anh chị nói là thấm ở trên sàn xuống, chứ thật ra là nó từ những cái vị trí mối nối co này đó, thì cũng lưu ý cái phần đó. Thì những cái đường ống Khuôn đang ở trong cái khu vực nhà vệ sinh, thì những cái đường ống mà chừa này nè là nó sẽ có một số cái lưu ý mà các bạn cần phải nốt lại để sau này thi công nó sẽ không có bị khả năng thấm. Đó chính là những cái vị trí mà ống chờ này, thì cái ống chờ này là chờ trong quá trình mình đổ bê tông. Nếu như mà mình sử dụng cái ống chờ này luôn á thì khoảng chừng vài năm sau nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là co ngót bê tông, và cái ống này nó co giãn á, là nó sẽ hở những cái tiếp giáp này. Cho nên nó cái biện pháp của công ty Happy Health mà Khuôn chia sẻ để cho anh em kỹ thuật mà sử dụng đó là mình đục xung quanh này, sau đó là âm xuống khoảng chừng 5 phân. Bề dày sàn này của mình là rất tốt, hiện tại nó đang là dày tới 2 tấc 6 lần. Cho nên là khi mà mình đục những cái xung quanh này rồi, mình cho cái phụ gia mà bê tông chương nở, để khi mà nó đổ nó sẽ áo và nó ôm chặt vào cái ống này, thì sau này nó sẽ không có cái tình trạng là nó bị thấm nước mà qua những cái chân này nữa.
Đó thì các bạn cũng lưu ý chỗ này, những cái đường ống thoát của máy giặt cũng vậy luôn. Những cái chỗ này là những cái chỗ mà nó gây ra khả năng thấm nè. Và những cái vị trí chân tường thì ở Happy House á, anh em có một cái dòng sản phẩm xi măng chống thấm, mình tô làm một cái lớp màng giống như một cái lớp màng phủ vậy đó, cao lên chân tường khoảng chừng 3 cho tới 4 tấc, thì lúc đó là chân tường và hệ sàn nó sẽ không còn thấm nữa. Thì cái vị trí thấm nó chỉ nằm ở cái chỗ là những cái đường ống mà Khu mới vừa chia sẻ hồi nãy đó, là những cái đường ống nó lâu ngày nó bị xúc ra, nó chảy nước, nó rịn nước, hoặc là những cái vị trí tiếp giáp với những cái ống chờ sẵn này đó. Thì các bạn cũng lưu ý để sau này khi làm nhà của mình thì đỡ có bị thấm và nhầy vệ sinh. Đây, còn tính nãy giờ là kiếm cái vị trí lưới này để chia sẻ với các bạn luôn. Các bạn lưu ý là những cái vị trí mà khi tường tiếp xúc với đà, kể cả mặt ngoài và mặt trong luôn, mình đều đóng cái lưới này. Tại trong quá trình, đặc biệt là ngay chỗ này là ngay cái cầu thang, thậm chí là những cái vị trí gạch chèn với dưới cái chân dầm á, là nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng là nó sẽ có chuyển vị nhẹ. Thì ngay cái vị trí tiếp giáp giữa gạch với đà này nè, nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là nó gân nứt. Thì lúc đó nó gân nứt như vậy, nó chỉ nhẹ thôi, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái lớp vữa của mình. Khi mà mình tô chát cái lớp vữa lên cái vị trí mà nó có lưới này á, thì nó sẽ giảm được một phần. Nó cái lưới này nó có khả năng nó chịu tải được một phần để cho vữa của mình nó được chắc chắn và nó không có bị gân nứt, nó ảnh hưởng tới cái lớp sơn của mình, nó mất đi cái thẩm mỹ đó. Anh chị cũng lưu ý cái chỗ này nha. Đây là cái vị trí cột, thì do cái bề mặt cột này là cái tường 20 liền tường, cho nên là cái giải pháp mà chừa cái gâu cột để sau này là mình xây tường á, thì có một số anh em là làm là chừa sẵn luôn trong quá trình đổ bê tông cột. Nhưng mà do cột của mình là cột 20 70, cái bề mặt này của cốt pha mà mình làm vậy nó cũng ảnh hưởng tới cái bề mặt. Mình gỡ cốt pha ra thì những cái vị trí này nó sẽ bị nó những cái vữa hồ mà nó yếu á, cái mặt yếu á, thì nó gỡ ra thì nó mất đi cái thẩm mỹ của cái cột. Cho nên là ở Happy House anh em cũng chọn một cái loại phụ gia hai thành phần, để khi mà mình khoan vô, mình khoan cấy cái mũi khoan này vô trong cái cột luôn, sau đó là mình cấy những cái sắt này vô thì nó rất là chắc chắn, để nó giữ cho cái bệ tường của mình sau này mình xây đó nó không có bị gân nứt ở cái mặt tiếp giáp. Và những cái lưu ý đó là mình vẫn sử dụng cái lứ để khi mà xây lên xong thì những cái bề mặt này nè mình ốp cái lứ luôn, để khi nó có chuyển vị nhẹ gì đó thì cái phần bề mặt này nó cũng không có bị gân nứt đó. Các bạn cũng lưu ý cái chỗ này nha. Và một cái lưu ý nhỏ nữa cho cái vấn đề là cái tô chát, thì trong quá trình tô chát đó, sau khi mà anh em tô xong, trước khi tô chát là mình phải tưới cho cái tường của mình nó ẩm. Thì Khu đã chia sẻ một cái video trước rồi, thì khi mà tô xong, đối với những cái vữa tường mà phía bên ngoài này nó chịu tiếp xúc giữa mà ánh nắng á, thì nó chịu nhiệt độ cao, cho nên khi mà mình tô chát xong á, mình phải có một cái công tác là cái công tác bảo dưỡng. Mình phải bảo dưỡng bê tông là gân nứt, thì cái thằng vữa này nó cũng y vậy thôi à, là khi mà mình tô chát xong mình phải xịt nước để mình bảo dưỡng đó, để cho xi măng trong lớp vữa đó nó còn hút được một lượng nước để nó trương nở những cái hạt của nó ra, nó sẽ đảm bảo được cái kết cấu của phần vữa này cho nó được tốt hơn đó. Anh chị cũng lưu ý cái chỗ này nha. Và đó là một số cái lưu ý mà anh chị có thể là áp dụng để khi mà xây nhà thì có thể áp dụng nó vào cái căn nhà của mình cho nó được chất lượng hơn. Và nếu như các bạn mà đang có nhu cầu về tư vấn về cái giải pháp xây dựng dịp này đó, thì có thể là để lại comment hoặc là cái đường link ở dưới phần mô tả nó có cái liên hệ, các bạn có thể liên hệ với Khuôn để Khuôn trực tiếp tư vấn cho các bạn về giải pháp sàn dựng nghiệp nha. Nó có một số cái lợi ích tính năng như là tối ưu không gian, tiết kiệm được cái kinh phí, và nó giải quyết được cái vấn đề là các bạn có thể mở showroom, mở nhà hàng tiệc cưới, và như là ở công trình này á, là mở rộng kinh doanh thì cái phòng nó lớn, nó không cần cột giữa, nó sẽ tối ưu được, mình có thể thiết kế được cái linh hoạt về cái những cái thiết kế kiến trúc, những cái công năng đó. Các bạn nhớ đăng ký kênh và subscribe để nhận được những cái video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.